Jimmy kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng Hôm nay là ngày sáng thứ năm ngày 1 tháng 7 năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý Phát hiện súng bơm ấm tại nhà cựu cảnh sát bị truy tố tại bạo loạn ở quốc hội Ông Putin nói rằng là lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ thậm chí có lợi cho Nga Facebook kiện 4 người Việt Nam bị Facebook kiện đạo lừa đảo là 36 triệu Mỹ Kim Và một quân nhân bị đồng đội tra tấn đến chết ở Thái Nguyên Lễ độc lập năm nay, bầu trời quận Cam sẽ lại rực sáng phá bông. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay thì phát hiện súng và bom ống tại nhà cựu cảnh sát bị truy tố bạo loạn ở Quốc hội. Theo phần tin mà chúng tôi nhận được thì các công tố viên liên bang vào hôm thứ Tư ngày 30 tháng 6 cho biết là phát hiện súng trường M4 đã nạp đạn và một trái bom ống được lắp ráp cùng một số vũ khí tại nhà một người đàn ông Virginia hiện đang được tại ngoại hậu tra liên quan đến vụ bạo loạn quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Người này là một cựu cảnh sát viên tên là Thomas Robertson, cư dân của Ferrum, Virginia, theo Reuters. Kính thưa quý vị, sở cảnh sát của Rocky Mount, Virginia đã sa thải ông Robertson và viên chức khác tên là Jacob Fraker qua những bức ảnh chụp hai người này có mặt bên trong tòa nhà quốc hội trong ngày bạo loạn. Cả hai người đều bị truy tố vào ngày 13 tháng Giêng với tội xâm nhập trái phép vào khu vực cấm, xâm nhập bạo lực và gây mất trật tự tại Điện Capitol. Một quan tòa đã cho nghi can Robertson ra khỏi tù để được tại ngoại hậu ra với điều kiện là cấm đương sự sở hữu súng. Tuy nhiên, trong cáo trạng, các biện lý cho rằng là lệnh trả tự do cho nghi can Robertson nên được thu hồi ngay lập tức vì đương sự đã vi phạm lệnh cấm và mối nguy hiểm cho cộng đồng. Chưa hết, các biện lý lập luận là không có điều kiện nào mà thỏa đáng để được tại ngoại hậu ra bởi vì không có biện pháp nào ngăn chặn hành vi bạo lực tiềm ẩn của đương sự. Liên quan đến phần tin tại Nga, thì Tổng thống của Nga Vladimir Putin vào hôm thứ Tư ngày 30 tháng 6 tuyên bố là lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ áp đặt lên nước ông những năm gần đây thực ra là có nhiều mặt tích cực theo cnn dù không nêu ra trường hợp cụ thể nhưng ông putin cũng nói rằng là về mặt nào đó lệnh trừng phạt của hoa kỳ đang giúp nga cải tiến công nghệ chúng ta không chỉ thích, à, thích nghi áp lực bị trừng phạt và ông putin nói rằng là người dân nga trong chương trình truyền hình vào hôm thứ tư về mặt nào đó thì lệnh trừng phạt thậm chí có lợi cho người dân của nước nga là thay công nghệ nhập cảng bằng công nghệ trong nước kích thích cho nước Nga sản xuất. Ngoài ra còn nhiều thứ tích cực khác như hệ thống trả tiền MRA và toàn bộ hệ thống tài chính được cải thiện. Hoa Kỳ áp đặt một loạt những lệnh trừng phạt lên cá nhân và doanh nghiệp của Nga từ Moscow khi mà xác nhập trái phép đảo Crimea vào năm 2014. Hoa Kỳ đưa ra nhiều lý do trừng phạt từ vi phạm nhân quyền đến chính sách đối ngoại hiếu chiến của Nga và hệ thống trả tiền bằng thẻ M. IR là hệ thống dịch vụ tài chính của Nga bắt đầu hoạt động từ năm 2014 sau khi nước này bị trừng phạt. Và liên quan đến phần tin ở tại Việt Nam, thì bốn người Việt Nam bị Facebook kiện lừa đảo 36 triệu Mỹ Kim. Một nhóm gồm có bốn người Việt Nam cư trú ở Hà Nội vừa bị Facebook, một công ty truyền thông xã hội và công nghệ Hoa Kỳ, đệ đơn kiện với tội lừa đảo trực tuyến. À, bà Jessica Romero, giám đốc phụ trách kiện tụng của Facebook đã gửi ra thông báo về vụ kiện trên trang chủ của công ty Facebook vào hôm thứ ba ngày 29 tháng 6 với hành động lừa đảo trực tuyến được mô tả là Cookie Theft. Nhóm người này đã xâm nhập tài khoản các đại lý quảng cáo, tiếp thị để chạy quảng cáo trái phép. Bốn bị đơn dùng tài khoản ngân hàng của các nạn nhân để chi trả cho những quảng cáo bất hợp pháp lên đến 36 triệu Mỹ kim. Đơn kiện dài 35 trang mang những mã số của tòa liên bang Hoa Kỳ đã ghi rõ bên dưới khởi kiện là Facebook và bên bị kiện là gồm có 4 mì đơn thêm Nguyễn còn được biết với tên gọi là thêm Hữu Nguyễn, Lê Khang, Nguyễn Quốc Bảo và Phạm Hữu Dung. Bốn người này đều cư trú tại Hà Nội, Việt Nam. Theo đơn kiện từ năm 2020 đến gần nhất là tháng 6 năm 2021 thì bốn người Việt Nam đã nắm giữ nhiều tài khoản Facebook để chạy những quảng cáo có giá trị hàng chục triệu Mỹ kim. Cụ thể là những người này đã đánh cắp dữ liệu tạm được tự động tạo ra trong máy tính của những nhân viên đại lý quảng cáo, vốn là những người có quyền truy cập vào tài khoản của khách hàng lớn của công ty. Theo đó, thì bà Romero, bốn người này mời chào các nạn nhân cài đặt một ứng dụng giả do bị cáo Lê Khang viết ngày 28 tháng 12 năm 2020, có tên là App Manager, Ứng dụng này được đổi tên thành As Manager for Facebook vào ngày 7 tháng Giêng năm 2021 dưới địa chỉ email là sorrylove0410gmail.com Và cũng phần tin liên quan đến Việt Nam thì một và quân nhân đã bị đồng đội tra tấn đến chết ở Thái Nguyên. Một quân nhân chết trong đang thi hành nghĩa vụ quân sự ở Bắc ở tỉnh Thái Nguyên. Các giới chức nói là quân nhân này đã tự tử, nhưng gia đình cáo buộc là anh này bị đồng đội tra tấn đến chết. Truyền thông Việt Nam cho hay, quân nhân là Trần Đức Đô 19 tuổi, quê ở xã Châu Khê thị xã Từ Sơn Bắc Ninh, là quân nhân tiểu đoàn 4 đại đội 14, trường quân sự khu quân khu 1 tỉnh Thái Nguyên. Báo Thanh niên cho hay là hôm 30 tháng 6, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, cục trưởng cục uh, Tuyên huấn, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cục xã Việt Nam cho biết là các cơ quan hữu trách đang điều tra làm rõ nguyên nhân mà quân nhân này bị chết trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Và theo phúc trình của Cục Tuyên Huấn, hôm 26 tháng 6, Đại đội 14 tổ chức cho lính ra thao trường huấn luyện theo kế hoạch khoảng 2 giờ chiều ngày 28 tháng 6. Trong lúc chuẩn bị huấn luyện, thì quân nhân Trần Đức Đô báo cáo là chỉ huy đơn vị ra ngoài đi vệ sinh do bị đau bụng. Vẫn theo phúc trình thì khoảng 20 phút sau, không thấy anh Đô quay trở lại, thì chỉ huy đại đội 14 đã cử 3 người đi tìm và thấy anh Đô đang trong tình trạng là treo cổ trên cây keo phía sau đỉnh đồi cách địa điểm huấn luyện khoảng 50 mét, nên đã đỡ anh Đô xuống và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên. Đến 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày, thì bệnh viện thông báo là anh Trần Đức Đô đã tử vong. Báo tuổi trẻ cũng dẫn lời của Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy Cộng sản Việt Nam và Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng cho rằng hiện chưa có kết luận cụ thể nhưng chuyện quân nhân bị đánh dẫn đến tử vong là không chính xác bởi vì qua kết quả pháp y ban đầu không phải cho đánh đập mà các vết bầm xước ở cổ quân nhân Trần Đức Đô có thể là do quá trình giãy dụa vùng vẫy nên bị dây thần siết chặt cỏ sát gây ra, còn vết tím trên ngực là trong quá trình ép lồng ngực cấp cứu. Tuy nhiên, thì báo VN Express cũng cho hay ở Trần Đức Đô là quân nhân tốt nên được chọn đi học lớp đào tạo tiểu đội trưởng. Và người nhà của anh Đô cho biết là anh viết đơn xung phong và lên đường nhập ngũ vào hôm 16 tháng Giêng. Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, thì hơn một tuần này anh Đô được chuyển đến tiểu đội 4, đại đội 14 để tham gia huấn luyện đào tạo tiểu đội trưởng. Những tin báo chiều ngày 28 tháng 6, thì gia đình của anh Đô đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên thì thấy anh Đô đã chết rồi. Và liên quan đến phần tin ở tại Hoa Kỳ, thì lễ độc lập năm nay, bầu trời ở tại quận Cam chúng ta sẽ lại rực sáng màn pháo bông. À, sau hơn một năm sống trong đại dịch Covid-19, lễ độc lập Hoa Kỳ năm nay dự trù là bầu trời nước Mỹ và vùng Quận Cam sẽ lại rực sáng pháo bông. Tại Quận Cam thì bán pháo bông bất hợp pháp vào dịp lễ độc lập thường là hoạt động gây quỹ cho các nhóm cộng đồng được cho phép ở 10 thành phố. Theo báo Orange County Register, các thành phố còn lại trong quận cấm sử dụng pháo bông, nhiều nơi sẽ bị phạt nặng nhưng ai vi phạm. Các viên chức ở các thành phố cấm pháo bông nhấn mạnh rằng là mặc dù thành phố lân cần có thể cho phép bán và sử dụng chúng, nhưng mỗi thành phố có quyền riêng. Các thành phố cho phép bán pháo chỉ chấp nhận các loại pháo được chính quyền đồng ý và có một con dấu thật đặc biệt. Và các thành phố mà cư dân có thể mua pháo bông một cách bất hợp pháp à, có thể một cách hợp pháp trong dịp lễ độc lập đó là thành phố Anaheim, Puna Park, Costa Mesa, Fullerton, Garden Grove, Huntington Beach, Santa Ana, Stanton, Villa Park, Westminster và cũng như là những địa điểm vui chơi gần lý đô Sài Gòn và cũng như tại Long Beach. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng với Jimmy, hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.